Thầy mời các bạn học sinh lớp 1 đến với tiết học mỹ thuật với chủ đề Con vật yêu thích, bài Con vật trong thiên nhiên. Vào bài học hôm nay chúng ta cần phải chuẩn bị các đồ dùng học tập như sau: màu vẽ, viết chì, cục tẩy, kéo, giấy thủ công, vở bài tập mỹ thuật và đất nặn. Hoạt động đầu tiên, hoạt động quan sát nhận xét. Con vật trong thiên nhiên. Các em hãy quan sát và kể tên các con vật trong hình nào. Các loài vật sống ở môi trường nào, trên cạn hay dưới nước. Hình đầu tiên là hai mẹ con nhà voi. Đó, nhìn rất là dễ thương phải không các bạn? Hai chú voi thích sống trên cánh đồng và thích ăn cỏ. Tiếp theo là một chú khỉ, môi trường sống của chú cũng ở trên cạn phải không các bạn? Và hai mẹ con nhà hươu cao cổ, rất là dễ thương, hươu cũng thích sống ở trên cạn phải không nào? À, các em hãy nêu đặc điểm chung và riêng của con vật. Đặc điểm chung thì các con vật đều có các phần đầu, phần mình, chân và đuôi phải không nào? Đặc điểm riêng thì con voi có đặc điểm khác, con hươu cao cổ có đặc điểm khác. Về con voi thì có hai cái ngà nè, có cái vòi dài nè, tai thì to nè, con hươu thì có cổ cao nè, có bốn chân cao nè, và cổ rất là dài nữa ha. Con vật trong thiên nhiên qua các sản phẩm mỹ thuật đó các em à, rất là đẹp phải không? Đó, các em thấy con vật trong thiên nhiên ở trong cuộc sống và con vật thiên nhiên ở trong tác phẩm mỹ thuật như thế nào? Con vật trong sản phẩm mỹ thuật thì thường có hình dạng đơn giản hơn và có nhiều màu sắc hơn phải không nào? Hoạt động hướng dẫn cách vẽ nặn và tập cách dán tạo hình con vật. Các bộ phận của con vật có dạng hình cơ bản nào? Em chọn cách dán con vật nào? Vì sao? Con vật có những bộ phận nào? Con vật có chân hay không có chân? Đầu tiên ta sẽ quan sát các con vật, sẽ coi chúng có những bộ phận như thế nào. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn nặn một chú voi thật là đẹp phải không nào? Đầu tiên chúng ta sẽ quan sát chú voi, coi có những bộ phận nào và chúng ta sẽ chọn màu đất sét phù hợp hoặc là ta có thể chọn theo ý thích. Chúng ta sẽ nặn ra những các bộ phận của chú voi như là đầu nè, mình nè, chân nè, tai nè và cái vòi rất là dễ thương nữa ha. Sau đó chúng ta sẽ ráp lại các bộ phận với nhau để tạo thành một chú voi đẹp tuyệt vời như thế này. Nặn, các bạn có thể nặn này, xong rồi các bạn có thể là sắp xếp những con vật mà mình đã nặn được lại với nhau để tạo thành một cái mô hình, ví dụ như là khu rừng ở đây nè, hoặc là một ngày hội của các loài vật nữa ha các em. Sau đây thầy mời các bạn tham khảo một số bài của các bạn học sinh đã thực hành. Rất là đẹp phải không nào các bạn? Đó, cái chú mèo nè, chú tử nè, voi nè, và chú gà nhiều màu sắc nữa. Các em có thể thực hành vẽ này, cắt dán này, nặn này, hay tạo hình những con vật yêu thích hoặc theo sự sáng tạo của các em tại gia đình mình nhé. Các em nhớ chuẩn bị đồ dùng cho bài học sau. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Chúc các em chăm ngoan học giỏi.